khi mà chúng ta dùng cái đồ gì của con, hay là lắng nghe một ý kiến của con, thì đó là ý kiến của con, nó không thuộc cái sở hữu của mình. Thì chúng ta hãy tôn trọng con như chính chúng ta đang nói lên những cái tư tưởng đó, nói lên những cái suy nghĩ đó của con vậy. Mến chào anh chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang tư duy số 6: không sở hữu như sở hữu. Anh chị đã nghe tư duy số 5 rồi, đó là sở hữu như không sở hữu rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái tư duy ngược lại, đó là không sở hữu như sở hữu. Hai tư duy này là một cặp anh chị. Tư duy số 5 và tư duy số 6 phải kết hợp cùng với nhau. Không sở hữu như sở hữu là như thế nào? Trường lấy ví dụ như này để chúng ta dễ hiểu. Khi anh chị mượn một cái xe máy của ai đó, có nghĩa là cái xe máy đó thuộc sở hữu của người khác, nhưng chúng ta không sở hữu cái đó, nhưng chúng ta hãy dùng nó như là của mình vậy, như là mình đang sở hữu nó. Vì khi ấy thì chúng ta sẽ trân trọng cái xe máy đó, giữ gìn cái xe máy đó như là của mình. Và cái người cho mình mượn xe đó, họ cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là hạnh phúc khi cho bạn mượn vào lần tới. Tương tự như vậy trong nuôi dạy con cái cũng vậy thôi. Đó là khi mà chúng ta dùng cái đồ gì của con, hay là lắng nghe một ý kiến của con, thì đó là ý kiến của con, nó không thuộc cái sở hữu của mình. Thì chúng ta hãy tôn trọng con như chính chúng ta đang nói lên những cái tư tưởng đó, nói lên những cái suy nghĩ đó của con vậy. Anh chị hiểu ý của Trường không ạ? Đó, hy vọng là chúng ta sẽ ứng dụng được hai tư duy số 5 và số 6 này trong việc nuôi dạy con cái. Khi chúng ta hiểu được cái tư duy số 6 này là chúng ta không sở hữu, nhưng chúng ta như đang sở hữu vậy, thì chúng ta sẽ biết tôn trọng ý kiến của con. Chúng ta sẽ đặt mình vào vị trí của con. Hay nói khác là chúng ta bắt đầu biết hoán đổi cái vị thế giao tiếp rồi. Và khi ấy mình sẽ tôn trọng ý kiến của đối phương như là mình đang có cái suy nghĩ đó vậy. Và khi ấy thì anh chị sẽ hiểu con của mình hơn, sẽ biết vì sao con nó lại có cái suy nghĩ như vậy. Và anh chị sẽ biết lắng nghe, anh chị sẽ nhẹ nhàng lại với con, anh chị sẽ dành ra một khoảng thời gian đủ để chúng ta có thể kết nối được với con. Và khi ấy thì việc đồng hành cùng con khôn lớn sẽ nhẹ nhàng đi rất là nhiều, và hạnh phúc lên rất là nhiều, đúng không anh chị? Cảm ơn anh chị đã lắng nghe video của Trường. Chúc anh chị một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.